Mối tình thứ nhất thì em đã kết hôn năm em 20 tuổi. Và hôn nhân của em kéo dài được 3 năm. Và em đã ly hôn năm em 23 tuổi. Em có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Kết hôn sớm quá em hả? Dạ. Thì lúc tìm hiểu thì mình không có tìm hiểu sâu. Có vài tháng tìm hiểu thôi. Thì khi mà về sống chung thì nó nhiều cái xảy ra đó chị. Dạ. Nên mình cảm thấy không hòa hợp được. Nên em đã kết thúc. Thôi mời em trai. Rồi, rồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và tất cả các bạn khán giả đem xem chương trình trong hội trường ngày hôm nay. Dạ. Em xin giới thiệu, em tên là Quỳnh Nhân Thiên. Năm nay em 31 tuổi. Hiện tại thì quê em đang ở là Cà Mau. Đó em à. Đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Bình Dương. Thiên làm gì Thiên? Dạ, nghề chính của em là môi giới bất động sản. À, mùa này bán được không? Dạ, mùa này hơi ấy. Dạ. Bán cũng ra chậm ha. Dạ. Rồi, hy vọng rằng từ đây Tết bán khá khá, chúc kiếm tiền lấy vợ nha. Dạ dạ. Mời nhà gái. Dạ, nhà gái, giới thiệu với mình nào. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Tuyết Trinh. Em 30 tuổi, đang làm việc và ở Bình Dương ạ. Làm gì việc gì? Dạ, công việc của em là kim trợ giảng make up ạ. À, trợ giảng make up hả? Dạ. Và em sống ở Bình Dương luôn hả bé? Dạ đúng ạ. Vậy là gần mình luôn á Thiên. Dạ. Hỏi coi ở đâu? Em ơi, em cho anh hỏi là em ở Bình Dương chỗ nào em? Dạ, em ở Thủ Dầu Một ạ. Công ty anh đang trang trọng ngay từ Cộng Bố á, lên đó cũng gần. Đề gần ha. Dạ. Hợp lý, không chừng chút mình đi xe chung về đó. Dạ. Rồi, em có điểm mạnh điểm yếu gì Thiên? Điểm mạnh của em á là biết nấu ăn. Em biết hát đòn. Và đặc biệt là nói chung là công việc về nhà cửa, nói chung là em cái gì cũng làm được hết. Môi giới bất động sản mà ha. Ăn nói cũng lưu loát rồi giao tiếp tốt ha. Điểm yếu em là gì? Em là có một cái điểm yếu là em ít có nói lắm anh. Tại vì khi gặp khách em mới nói, còn như ngày thường như ở nhà thì em cũng nằm lướt TikTok coi Facebook này kia thôi. Để dành nói với khách hết rồi đúng không? Dạ. Rồi mời em gái. Nhà gái nói về ưu điểm của mình đi nào. Dạ, ưu điểm của em thì nấu ăn ngon với lại vui vẻ. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em thì những lúc mà kiếm không ra đồ cái em bực bội trong người lắm. Trời đất ơi. Tự bà cất nha. Tự bà cất đồ bà kiếm không được cái bà khó chịu. Người khác cất mà bà kiếm không được mới mệt đó. Không, cái đó mới là căng luôn á. Rồi mình nói chút xíu về tình trường đi nào. Em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em 3 mối tình. Wow. Mối tình thứ nhất thì em đã kết hôn năm em 20 tuổi. Và hôn nhân của em kéo dài được 3 năm. Và em đã ly hôn năm em 23 tuổi. Em có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Kết hôn sớm quá em hả? Dạ. Thì lúc tìm hiểu thì mình không có tìm hiểu sâu. Có vài tháng tìm hiểu thôi. Thì khi mà về sống chung thì nó nhiều cái xảy ra đó chị. Nên mình cảm thấy không hòa hợp được. Nên em đã kết thúc. Không có con nó cũng là một cái điều mà nó làm cho mình thoải mái hơn, mình không bị vướng bận. Rồi còn Thiên? Dạ thì em hiện tại là cũng trải qua 3 mối tình. Một mối tình là thời sinh viên anh. Còn một mối tình nữa là cũng lên đi làm. Còn một cuối cùng, mối tình cuối cùng là mới quen đây tất là 2 năm. Và người ta là khoảng tháng 12 là người ta lập gia đình. Chia tay gần được khoảng 7 tháng. Vậy hả? Cũng 3 mối tình trắc trở vậy. Dạ. Sau 3 mối tình thì mình thấy mình đang thiếu sót cái gì trong tình yêu hả Thiên? Trong tình yêu thì em thấy nếu mà nói tiếng yêu với nhau rất là dễ. Nhưng mà quan trọng là mình có đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu cho người bạn đời của mình không mới là quan trọng. Em thấy bên kia đã có một lỡ chuyến đò rồi, thấy sao? Đối với em á, người đến trước đến sau ấy không quan trọng. Người cũ người mới thì cũng chẳng sao. Quan trọng là mình, cái người của mình á, là có đi ai là người nắm tay cho mình đi hết chuyến đò còn lại. Đúng rồi. Mới là người quan trọng. Cái này hay nè. Đó, quan trọng là người thì nắm tay mình đi suốt cuộc đời mới quan trọng ha. Ai, em gái. Ôi, dễ thương quá. Ta làm về nghề làm đẹp cho nên người ta rất đẹp. Không lẽ từ đó tới giờ là không có tìm được người yêu nào? Dạ cũng có ạ. Có hả? Nhưng mà lý do em khó quá hay sao? Dạ không, mối tình thứ hai của em thì gia trưởng quá. Gia trưởng quá. Với lại ghen. Ghen nữa. Ghen. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì người ta có người khác. Trời ơi, cái xinh đẹp vậy mà có người khác nở lòng nào, thiệt tình luôn. Ê, rồi bây giờ bỏ qua luôn. Mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào hả em? Dạ cũng đơn giản thôi anh. Đơn giản là sao? Dạ chỉ cần thấu hiểu và cảm thông cho nhau, biết chia sẻ. Có chiều cao rồi mập lùn này kia? Dạ chiều cao thì tầm 1m7 đổ lên là được. 1m7 hả? Được không Thiên? Em có 1m65 à. Thiếu 5 phân. Được không?
thì để xem là về còn tính cách nữa. Tính cách nữa không? Có phù hợp tính không? Cách bù thước đo đúng không? Dạ. Được nha Thiên nha. Ok. Rồi, bây giờ bà mối qua coi coi nhà trai tôi làm sao nè. Tôi thấy nhà gái tôi chịu rồi đó nha. Thưa chị. Rồi, chào nhà trai. Trời ơi, 1m65 thiếu 5 gem nhưng mà nó bù lại được những cái khác nha em. Ăn mặc rất là đẹp, chỉnh chu, hợp lý với bên kia. Mặc đẹp hơn tôi nữa đó. Đó. Cái điều gì ở phụ nữ là mình không thích nè? Em không thích người phụ nữ hay ghen gì. Tại vì công việc của em á, có những lúc em đi làm tới 10 giờ. Và tại vì em bán sản phẩm hơi xa đó, em về cũng hơi khuya. Nên là thông cảm với em vấn đề đó. Nội trợ đồ này nọ dạ, để em có nhu cầu gì không? Dạ nội trợ thì vấn đề đó là đơn giản thì em làm được nên là không cần phải văn nữ vậy. Quan trọng vấn đề. Em đi tới 10 giờ về mà em đòi em làm được. Còn có những ngày mà em ở nhà chứ chị. Em thường làm gì 4 rưỡi em về. Thôi em gặp người này làm đạp được hết á. Gặp một cái em té xỉu liền chị nói. Em làm được hết á. Thôi bây giờ mình hỏi về người thân đi. Nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi nè, có em gái của em. Em gái ruột á hả? Dạ. Em gái xinh rồi nha. Dạ con chào chú Quỳnh Linh với chị Ngọc Lan với tất cả anh chị đang có mặt tại đây. Em là em Út của anh Thiên. Em thấy chị này cũng hợp với anh của em. Chị thương anh em không cần làm gì hết. Tại vì anh em cái gì cũng biết làm hết trơn á. Cưới anh em là như là cưới tất cả người làm trong nhà vậy á. Bởi vì cái gì anh em làm cũng được. Sửa nhà, nấu ăn rồi về tất cả mọi thứ là anh em rất là giỏi. Con em được ghê đó chị. Rồi sao thế... thấy chị gái như thế nào? Dạ em thấy chị đẹp, nói chuyện dễ thương. Thấy ok đúng không cưng? Dạ em thấy ok ạ. À. Nhưng mà không biết chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em là chắc ok. Cảm ơn em. Rồi nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với chị họ. Bé này nó có make up cho mình lần nào chưa ta? Sao mình thấy nó quen quá. Dạ chào nhà gái ạ. À. Em xin phép chào anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em là chị của Trinh. Thì nói chung là em nhìn bạn trai bên đây thì về cái hình dáng bên ngoài cũng ok, cũng được. Nhưng mà em nói trước là em gái của em nó rất là giỏi. Cái gì nó cũng giỏi hết á. Về nấu ăn rồi nhà cửa tất cả mọi thứ ngoài công việc đi làm thì rất là giỏi. Cái gì cũng giỏi hết. Nhưng mà nó gặp rất là nhiều tổn thương. Nên là cũng hy vọng là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Cảm ơn chị. Thôi thì bây giờ chúng ta mở rào cho đôi trẻ gặp nhau để tìm hiểu nhau ha. Mở rào. Bắt đầu từ đây là của em đó Thiên. Dạ em có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh. Rồi bây giờ hai bạn ngồi đối diện với nhau đi. Em nhìn anh nè, em cảm nhận như thế nào? Em thấy cũng được. Em ở Thủ Dầu Một mà khúc nào của Thủ Dầu Một? Dạ ở Cách Mạng tháng 8. Anh thì ở Dĩ An. Nói chung là từ khoảng cách của anh lên em chắc cũng gần. Nhưng mà công việc của em nó hạn chế thời gian vậy đó. Em làm việc từ sáng cho tới tối. 8:30 em mới xong việc, có khi đến 9 giờ tối, 1-2 giờ khuya nữa. Anh thấy cũng không có gì. Tại vì nếu mà công việc của em đúng không, mà thời gian không có gì, ví dụ em có cần anh hỗ trợ thì anh sẵn sàng. Anh không ngại thời gian đâu. Dạ. Rồi, em hỏi đi, khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn? Đối với anh á, anh lên đây á là anh rất là nghiêm túc, chứ không phải là đùa. Vì thế là nếu mà em có cho anh cơ hội là khoảng bao lâu chúng ta kết hôn được? Trong vòng 1 năm đúng không anh? 1 năm. Tại vì năm sau á là năm hợp tuổi, nên là anh hy vọng có thể trong năm sau. Em tiến tới đi, nắm tay bạn gái hát cho mày nghe đi. Em có thể cho anh xin được nắm tay không? Như thép rồi. Nhìn bạn gái nắm hai tay này Thiên, nhìn bạn gái hát cho bạn gái nghe đó. Anh thì không có biết hát nhạc, anh chỉ biết hát cổ thôi. Tại vì quê anh Cà Mau là chuyên về cải lương. Thì anh cũng hát tặng em một bài hát. Bài hát được mang tên là Ai Cho Tôi Tình Yêu. Dù biết tình yêu không thể giáng sinh cũng không hề dài mừng. Sao từ bóng tối cô đơn tôi vẫn thầm mong có người nhắn tâm chân tặng cho mình. Tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón một hình. Xin hãy cho tôi tròn câu mơ ước, một mảnh trăng về khi một mảnh đón đưa nhau. Nết lang tang trong dặn chiều mưa, dặn nét vô tư lạnh cả tâm hồn.
31 tuổi đời nên mãi cô đơn, nên dặn gọi tên mà thuyền chưa đổ bên. Trời ơi hay quá, ngọt cái mía lùi luôn á. Trời, được rồi. Bạn về chỗ nào? Hãy đưa ra quyết định của mình bằng cách bấm nút nha các bạn. Bấm bằng cả trái tim của mình. Nếu các bạn thấy thích thì chúng ta sẽ bấm. Còn nếu chúng ta thấy đây không phải một nửa mảnh ghép của mình, chúng ta không cần bấm. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Tôi nghĩ chắc là những cái lời ca tiếng hát vừa rồi nó đã là một cái cú cuối cùng để bạn gái đưa ra quyết định. Hãy nắm tay nhau, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Đúng rồi, một nụ hôn đầu tiên. Thường quá. Tức là em có vợ, thì đó là em vợ em mà lấy nhau đó, còn nghèo lắm, cứ mằn hoài không dư. Sau này cái mẹ em thôi vì con đi là lúc có một đứa con trai, có đứa một đứa con gái. Sau này nó được lớn 4 tuổi rồi nó đi bệnh. Rồi cái ông thầy với người thơ nó chị được, có đem về bên vợ chị rồi nó chết. Nhưng mà em ngại có một vấn đề là nếu mà để cho em, để em sinh con thêm nữa thì chắc chắn là em sẽ không sanh. Sao vậy? Cái vấn đề là chuyện gia đình của em á, để cho con em nó bị thiếu tình thương á là lỗi của em. Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Rồi mời em trai. Rồi, mời em ngồi. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em tên là Quỳnh Ngọc Mai, em 36 tuổi. Em đến từ Trà Vinh ạ. Mai làm công việc gì? Hiện tại thì em tự kinh doanh. Ở Trà Vinh luôn hả? Dạ không, em kinh doanh ở trên đây, Sài Gòn. Kinh doanh gì Mai? Dạ, em kinh doanh một quán ăn gia đình nhỏ. À, quán gia đình. Tự rồi. Kinh doanh mỹ phẩm. Rồi, em trai. Chào anh Hùng Linh. Cứ ngồi đi em trai. Ngọc Lan và các chị khán giả. Dạ, chào anh. Em tên Lê Văn Hoàng, năm nay là 44 tuổi. Sao anh khóc quá? Khóc quá. Anh khóc em, anh cười quá hả? Em quê ở An Giang, lên lập nghiệp thành phố là 30 mấy năm, nhà cửa ở đây, ở quận 5. Hiện nay em đang làm gì? Em buôn bán tự do. Nói chung là ví dụ như hồi đó là em làm bên đá quý nữ trang, rồi sau này nó không ăn nữa, em vô lấy ai cần bên cái mặt hàng đó thì em cầm chào, có lời thì em bán, không lời em trả về chỗ đó. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Cái ưu điểm của em là thích nấu ăn cho vợ em ăn, thích gì đó. Hay gì đó. Ví dụ như chỗ nào mà bán cái gì mà đang nổi tiếng trên mạng đó em phải chạy đó. Ăn gì em nấu cho vợ đúng, em ăn chở vàng rồi đó em sẽ làm ra. Trời ơi không được, em có làm cho bằng được. Ví dụ này là thấy được điểm cộng bên nhà gái rồi đó. Em có khuyết điểm gì? Em thì nói chung là đi làm cái công việc rồi về thì khi vợ này nó thấy em buồn thôi, chứ sợ chứ ấy thôi. Làm việc gì vậy? Thì giờ em đi buôn bán rồi đó. Sợ chứ vợ nó ghen, nếu biết nói sao nữa. Mà con gái. Gái nè, ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em trước thì ưu điểm của em là nấu ăn ngon. Em là cái tiếp người phụ nữ của gia đình á, đâm ra là em chăm sóc gia đình cực kỳ tốt. Còn cái khuyết điểm á thì em có sự nóng tính, giống như cái người thích cầu toàn á. Thành ra là cái gì mình làm cũng phải theo ý của mình. Cái đó là cũng là một cái khuyết điểm của em. Rồi, đường tình duyên của em sao? Lúc đó là em có vợ, thì đó là em vợ em mà lấy nhau đó, còn nghèo lắm. Vợ em dưới Cần Thơ lấy lên, xong rồi em mới ra cái lò đá cẩm thạch á, gia công. Em làm chung với thợ thầy, mà làm tháng nào nói chung là thầy thợ chia ra nó có tiền, mà mình chủ mình kiếm không bằng lính. Kỳ vậy? Thì em không biết làm sao. Thì em chỉ một ngày chỉ biết lấy vợ 20 ngàn, ăn sáng với cà phê, tiền không cần bây giờ nghĩ tới, chủ yếu mằng cho vợ mình được rồi, cứ mằng hoài không dư, mà bên lò mẹ em thì dư. Thì chính ra vậy cái em buồn rồi cái lục đục. Sau này cái mẹ em thôi vì con đi là lúc có một đứa con trai, vì con ráng ở, lúc đó con mới mấy tuổi rồi ráng ở cũng mằng hoài không dư nó, rồi đâm ra buồn. Rồi có đứa một đứa con gái, sau này nó được lớn 4 tuổi rồi nó đi bệnh. Rồi công thầy với người thơ nó chị được, có đem về bên vợ chị rồi nó chết. Ôi. Chết rồi em mới buồn, em mới ăn nhậu, không nghĩ tới người đá nữa. Cũng như là em muốn hủy diệt cái đời em luôn á. Bi kịch gì? Em vô tới bệnh viện ông bố em xin bác sĩ mà có thể cứu nó được, lấy luôn cả tấm mạng con cho hết mất tất cả, miễn sao con gái sống. Tại em rất là thương con, nhưng bác sĩ nó không cứu được thì em nói ra em sẽ khóc, nhắc tới đứa con đó em còn giữ tới mình nữa mà, rất là thương gái. Rồi em gắng sống cái ngày hôm nay mà mằng hoài mà con vợ nó không dư thì đâm ra em buồn. Mà thôi thì em sợ đứa con nó nhỏ quá, gượng sống tới thằng con 6 tuổi là bắt đầu tự nó đâm đơn thôi.
và em chấp nhận thôi, là tài sản không còn gì hết. Nói chung không có gì hết, em chấp nhận luôn mà, có quá kệ nó, có tiền cho con thôi, con mình như con nó thôi. Đúng rồi. Rồi ra ngoài mà em thấy gì á, mới cho em là một số tiền, em nhớ hoài 13 triệu. Bắt đầu em từ đó sau em sẽ làm ăn. Khi em làm ăn có tiền rồi, cái em ham lời quá. Cái năm 2021 á, em mới đưa ra cho người ta làm ăn nhiều, mua đồ đó. Rồi ai ngờ dịch tới nặng quá, em sẽ lỗ. Thất bại nữa. Nhưng bây giờ em sẽ quyết tâm sẽ làm lại. Giờ bắt đầu làm lại được chưa? Khởi sắc chưa? Dạ em làm lại, nói chung là từ từ em làm kiếm được mà. Giờ con trai ở với ai? Con trai ở với mẹ em từ đó giờ, thì nhỏ lớn luôn. Bây giờ lớn rồi, lớp 11 ở với bà nội hả? Nói chung là cuộc sống em là của mình em à. Em chỉ màng lo cho em thôi. Đến lúc mà cơm chín mẹ gọi như nít vậy đó. Bữa nay nấu canh chua cá lóc, mẹ chừa con cào cá cái là thương rồi mẹ. Chỉ con mình mẹ thôi. Em qua đây là để chia sẻ cái nỗi buồn về việc mất con của anh. Mà bây giờ là mình bắt đầu một cái cuộc sống mới được rồi anh ha. Dạ. Nhưng mà giờ thí dụ lấy vợ mới nè, có đủ lo cho vợ không? Nói chung thì cuộc sống cơm ngày hai buổi á, với miếng cháo là dư. Khỏi ăn cháo ăn cơm đủ không? Đủ luôn, dư. Tại vì bây giờ nhà mình không mướn. Công việc em nói chung là có thể một ngày em kiếm mấy triệu có thể em không kiếm có, thì mình ăn gói gán thì sẽ dư thôi. Được rồi. Bây giờ mình mở ra một tương lai tươi sáng mới đi ha. Mình qua mình hỏi tình trường của cô gái nè. Sao cô gái bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chỉ có 2 mối tình thôi. Mối tình đầu tiên là ông xã cũ của em là được 9 năm. Từ lúc em quen ảnh tới em chung sống với ảnh là khoảng 12 năm. Thì trong đó là có 9 năm là vợ chồng. Thì sau cái 9 năm đó thì em mới quyết định em buông. 9 năm nó dài quá, thế thì tại sao em lại quyết định buông? Mình phụ nữ mà, gọi là cái từ chịu đựng á. Khi mà mình chịu đựng tới một cái giai đoạn nào đó, mình chịu đựng không nổi nữa thì mình buông thôi. Thì có mấy con em? Hiện tại thì em có 2 bé. Bé gái của em thì năm nay 13 tuổi. Còn bé trai thì được 9 tuổi. Dạ hiện tại là 2 bé ở với em ạ. Ở với em? Em nuôi luôn, dạ. Em nuôi hả? Ở thành phố Hồ Chí Minh em ở với ai? Dạ hiện tại hôm nay thì em ở với 2 bé ạ. Chỉ có 3 mẹ con thôi ạ. Thì hiện tại giờ giống như là em đang kinh doanh quán ăn gia đình á. Dạng quán nhỏ thì có nghĩa là 3 mẹ con sống được. Sống được hả? Dạ. Như cái nhà đó mình thuê hay nhà của mình em? Dạ nhà thuê ạ. Trả tiền nhà rồi nuôi con gì có đủ không? Dạ tại vì em giống như quán là em tự em đứng ra em nấu luôn. Em không có thuê ai cả. Dạ em chỉ là thuê thêm một cô để phụ dọn dẹp đồ với em thôi à. Còn đứng nấu là em đứng nấu chính luôn. Thật ra là vất vả lắm. Dạ. Để mà nuôi được 2 người con ở Sài Gòn không có nhà. Phải nói là cô gái ấy đã nỗ lực rất là nhiều. Mấy người xinh đẹp á, hay lận đận tình duyên lắm. Hồng nhan bạc phận. Đúng rồi. Thật ra thì những người xinh đẹp như chúng tôi chỉ chờ một người đàn ông tử tế không, để mình nói mà... có một người bên kia thôi. Mình nói có một người đang ngồi thôi nha. Đừng có nói người thứ hai đây nha. Đúng không? Nói thì thôi, đúng là duyên số em gái ha. Dạ, không dạ. Sao, xinh đẹp mình có quyền chọn cho mình một đúng. Người. Đừng lo lắng điều đó. Anh thấy thằng bên nhà gái rất là dễ thương nha. Rất là xinh luôn á. Rồi, bây giờ nói với chị nghe về nhu cầu em có một người bạn trai như thế nào nè. Bạn trai của em thì em không có đặt nặng về vấn đề ngoại hình. Tại vì đối với em cái đó nó cũng không có quan trọng. Em chỉ cần cái người trầm tính, phụ nữ mà cần có một cái bờ vai, một điểm tựa. Thì em cảm thấy em trong trên. Thành ra hiện tại bây giờ em chỉ cần người đàn ông có trách nhiệm gia đình là ok. Chị thấy anh trai bên này thì chị thấy anh rất là yêu quý gia đình, cho nên chắc chắn là cái việc trách nhiệm là sẽ có rồi. Ok, tại vì đối với em hiện tại bây giờ là cái vấn đề về kinh tế thì em cũng tự em lo được cho bản thân em và con. Thì em cũng không cần cái người đối phương bên đó là phải có của hay là kinh tế vững vàng gì cả. Chỉ cần là cái người đó có ý chí cầu tiến, có công ăn việc làm ổn định để mà không phải làm gánh nặng cho cả nhau. Một tí nữa hai bạn sẽ trao đổi trực tiếp với nhau thì sẽ rõ về nhau nhiều hơn. Em muốn người yêu của mình, người vợ tương lai của mình sao? Em với người vợ em là dù là giỏi, dù là thích buôn bán hay làm gì đó, đừng cờ bạc là được rồi. Nhưng mà giờ em ở nhà với mẹ với ai nữa? Không, em ở riêng cái nhà nhỏ đó, mua bỏ thí đó. Hồi đó là dịch cho mướn, giờ lấy lại em ở mình một mà. Rồi ba mẹ ở riêng? Đúng á, ba em chết rồi. Còn mẹ thôi, mẹ ở Dương Úc. Vậy là lấy vợ về là không có làm dâu đúng không? Không, nhà năm đó giờ không có dâu. Ok. Em trai đi với ai em trai? Em đi với người em nha, cái thể Dạ, em chào nhà trai ạ. Dạ, em chào chị. Chị thấy nhà gái của em như thế nào ạ? Dạ, nhà gái thì dễ thương, dễ gần, dễ mến. Em trai hiền lắm vậy. Hiền lắm. Giỏi nữa. Cặp này hợp không em? Em thấy hợp đó, không biết anh em sao nơi. Rất hợp không? Nhà gái mình đi với ai nào? Dạ, em đi với cô hai em ạ. Chào cô ạ. Chào Ngọc Lan. Dạ. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị. Tôi là cô của Quỳnh Mai. Chị nhận xét như thế nào về nhà trai ạ? Thấy thì cũng hiền lành á, giới thiệu bản thân thấy cũng khá tốt á. Nhưng mà để do cô con gái kia chọn. Thôi được rồi, giờ mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bây giờ là việc của em đó. Anh tặng em đó qua. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Gì rung vậy? Ai biết sao tự nhiên em rung quá. Rồi em hỏi là anh đi, anh không biết gì hết. Tí tới nhận quà kìa. Dạ cái này thì em không biết anh có thích hay không. Nhưng mà cái này là cái viết để cho kiếm được thật là nhiều tiền. Dạ, cảm ơn em. Còn cái này là em có một chút tấm lòng. Là cái này là rau câu tự làm. Thành ra là em mời anh với mời chú Ngọc Lan luôn ạ.
Rồi hai người trò chuyện với nhau thế nào? Em thấy anh sao? Anh thì ít nói, anh ít nó biết nói chuyện lắm. Anh có sao nói vậy à? Dạ. Tại anh là người miền Tây. Sẽ nhìn quá vậy. Em hỏi anh đi. Em cũng người miền Tây á. Em ở đâu? Dạ em ở Trà Vinh. Anh ở An Giang, Châu Đốc. Dạ. Cái này thì em cũng hỏi anh trước luôn. Nếu mà mình đến với nhau á, cái chuyện mà làm dâu á thì em không ngại. Em là cái người gọi là của phụ nữ của gia đình. Em chăm sóc gia đình rất là tốt và em cũng là cái người gọi là biết cân nhắc giữa hai bên. Ở thành ra cái chuyện mà làm dâu là em không ngại. Nhưng mà em ngại có một vấn đề là nếu mà để cho em để em sinh con thêm nữa thì chắc chắn là em sẽ không sanh. Sao vậy? Cái vấn đề là chuyện gia đình của em á, để cho con em nó bị thiếu tình thương á là lỗi của em. Tại vì em là cái người quyết định để tạm dừng cái cuộc hôn nhân đó thì con em nó cũng đã bị thiếu tình thương một phần nào rồi. Em là phụ nữ mà. Rồi thí dụ nhiều khi em có một cái gia đình mới, em có con nữa, em biết bản thân em cái nhược điểm, bản thân em là rất chú trọng về gia đình. Tâm ra là em sẽ tập trung vô cái gia đình đó thì em sẽ bị sao lãng đi cái vấn đề của hai đứa con em. Tâm ra là em không có muốn. Còn riêng anh thì khác, ví dụ như anh muốn lấy vợ, sanh cho anh một đứa con, anh thích gái lắm. Còn nếu mà anh lấy em rồi, con em cũng như là con anh, thương đồng đều nhau hết. Dù sau này có sanh con ra cũng thương đều hết. Nếu không thương nó sau này anh già đi nó quýnh anh sao? Mình thương nó thì sau này mình già nó mới thương lại mình. Đúng anh rồi. Em quan niệm không có già mà ghét nít. Em bảo vậy hết. Vì gì không có lý do gì mà mình không sanh đúng không? Đúng. Ước mơ anh á là thiếu con gái. Thí dụ như mà đẻ đứa con trai con trai cũng được, miễn là con đứa nào cũng cưng hết mà những con gái anh mừng hơn. À. Là vậy, anh có trách nhiệm hết, anh không phân biệt mà con em con anh không thích. Thôi giờ chỉ không đẻ nữa thì con gái chỉ mỗi lần gọi anh về thì anh về đi. Nhưng em thích người con của em ra nữa không? Tại vì em có đứa gái em mắc em buồn, em muốn tìm một người phụ nữ sanh cho em một đứa con. Hả? Em cũng hiểu được cái nỗi đau của anh. Thành ra là anh muốn hiện tại là gặp một cô để cùng với anh, để những cái gì mà anh mong muốn. Còn đối với em rất thẳng, thành ra là cái quan điểm của em á giống như là em cảm thấy có lỗi với con em, thành ra là em không có nghĩ về vấn đề đó. Có đâu có lỗi em. Phải, tại vì cái quan điểm cá nhân của mỗi người. Nhiều khi cái lúc ban đầu á mình chưa có tìm hiểu nhau, mình sẽ không có đi được tới cái điểm chung. Nếu mà mình có duyên á thì để mình kết nối với nhau thì cái đó về anh em mình ngồi lại bàn tính lại. Bây giờ thì anh nghĩ rằng là mình cũng lớn tuổi rồi đó. Mình đưa ra một tính toán đi. Ví dụ như chừng nào mình có thể kết hôn nếu chúng ta có duyên nào với nhau. Thì nếu em nghĩ chừng nào mà mình kết hôn? Con em bây giờ cũng lớn rồi, thì cũng ổn định rồi. Đối với em thì cái vấn đề kết hôn thì lúc nào em cũng sẵn sàng. Còn anh thì mẹ anh hối sợ anh bằng đêm hôm ngủ mình. Rồi thấy mấy ông anh bị tai biến á, không ai lo. Thì mẹ em lớn tuổi ai cũng có gia đình. Nên kia em cái vợ Hoàng nó trả lấy vợ lấy đâu. Đâu phải muốn lấy đâu. Bây giờ Hoàng bước tới nắm tay bạn gái thế nào? Xấu luôn rồi. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt bạn gái nào. Mình hát bài gì đó. Em thì quê miền Tây, anh thứ ba. Dạ. Nên em tặng em nửa bài Anh Ba Khía. Thì đó anh Quân đó. Tên của anh biệt danh Anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây dùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng giáng nắng bên dãy sâu. Anh đi thôi. Thôi hát được mà. Dạ, dạ. Rồi bây giờ thôi mình về vị trí ngồi đi nào. Mình cũng đủ hiểu quyết định của mình như thế nào ha. Để tay mình nút bấm đi. Nếu ta cảm giác là đây chính là người sẽ đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này thì nên cho cơ hội bấm. Còn nếu không, không cần bấm. Nhưng nút bấm cho người khác. Bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm nha. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì hết các bạn. Đừng gây tổn thương nhau nữa. Cuộc sống này chúng ta tổn thương nhiều lần lắm rồi. Đừng để tổn thương một lần nữa. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em băn khoăn điều gì? Thì mới đầu thì em cũng muốn, tại vì thấy anh rất là thật tình và vui vẻ. Nhưng mà khi mà nghe chú Quỳnh Linh nói thì giống như mình phải có trách nhiệm với bản thân của mình. Cái em thì hiện tại em đã mở lòng rồi để mình cho bản thân mình cơ hội. Nhưng mà cái quan điểm của anh á, có vấn đề là con cái. Nhưng mà em cảm thấy là em không có thể để làm cái chuyện đó cho anh được. Tại vì sau cái đổ vỡ em cảm thấy là em rất là có lỗi với con của em. Em chỉ muốn là toàn tâm toàn lực để cố gắng bù đắp cho con của em thôi. Đó, còn ví dụ như em cần là một người đàn ông cùng chia sẻ để mình cùng với nhau đi cái quãng đường của sau này. Khi mà em bước chân em thôi á, là em quyết định là em sẽ toàn tâm toàn ý để em bù đắp cái con của em. Đâm ra là chỉ cần 3 năm thôi là em gắng cố gắng để em đưa con em lên ở với em. Tại vì trong cái khoảng thời gian nó cũng là cả một vấn đề với em luôn.
chị rất là chia sẻ với em về cái suy nghĩ này. Dạ. Nhưng người phụ nữ lúc nào cũng vậy thôi quý vị. Khi mà bước ra khỏi một cuộc hôn nhân thì trách nhiệm với con nó rất là lớn. Phụ nữ đổ vỡ hôn nhân và nuôi con như chúng tôi thì có lẽ là hai anh khó có mà hiểu được lý do tại sao mà cô gái này lại quyết liệt với cái suy nghĩ đó của mình. Thôi, mọi người có suy nghĩ, chúng ta cứ làm bạn với nhau đi. Qua ăn cua, mua cua rồi mượn cua. Không cho mượn ạ, à, người ta nuôi con ạ. À. Không, em mua đàng hoàng mà. Mua đàng hoàng. Gấp đôi. Ủa, gấp đôi là kệ ta. Anh mình ta mượn cua, ta mua cua, ta mượn cua. Nhưng mà đánh nhau duyên nợ thì mình là bạn bè bình thường. Ta thiếu cua rồi từ từ ta cua, chuyện đó tính sao? Đúng không? Làm sao anh, làm sao anh? Tôi rất tiếc là hai bạn không bấm nút, nhưng mà thôi mỗi người sẽ có một quan điểm riêng. Hy vọng là mọi người sẽ tìm được một nửa mảnh ghép của mình trong cuộc sống này nha. Chúc các bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Lần đầu tiên thì cho phép em xin được chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan và toàn thể quý khán giả có mặt tại trường quay. Chào nhà trai. Em tên là gì? Em tên là Tuấn và em năm nay 30 tuổi và em đang làm việc tại Bình Dương. Cái gì Tuấn? Nguyễn Văn Tuấn. Nguyễn Văn Tuấn làm Bình Dương. Tuấn làm gì Tuấn? Em làm em nhận thầu cái công trình nhà đá Hoa Cường. À, xây dựng đó đúng không? Vâng. À, cung cấp đá rồi đó. Dạ đúng rồi. Tuấn là quê ở đâu? Em quê gốc ở Thanh Hóa. Thanh Hóa. Hiện nay Tuấn ở Bình Dương. Tuấn sống với ai? Em hiện tại thì sống với anh trai. Anh trai? Vâng. Mình ở nhà anh trai đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Huyền Linh, chào xin bạn chơi bên bên đó và chào toàn thể khán giả trường quay ạ. Em tên là Huỳnh Ái Vân, thì năm nay em 30 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Em quê là ở Bình Thuận nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở quận mấy? Dạ em làm Phú Nhuận. Dạ. Phú Nhuận. Bên kia mình ở Bình Dương, bên đây ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng không xa gì mấy ha. Được rồi, hai người cùng tuổi đó, 30 tuổi hết. Hai bạn đều quê gốc miền Trung hết. Bình Thuận với lại Thanh Hóa. Thanh Hóa. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của Tuấn là gì? Ưu điểm của em thì về tính cách thì em là một người rất là hiền, hòa đồng, dễ gần, giao tiếp tốt, luôn biết lắng nghe những cái lời phê bình để khiến cho bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Rồi. Còn về năng khiếu thì em có thể là hát cũng như làm thơ. Hay quá. Dạ. Hai cái điểm này là cộng thêm nhiều lắm á. Mình hát thử một câu coi. Dạ. Vậy thì em xin phép chương trình hát hát lớn cho khúc, dạ. Nhà gái nghe luôn coi. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ấy, nhắn theo sông, thuyền ở ngoài khơi, bến nơi nào, thuyền đồ nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn nữa đâu anh, mất nữa đời em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Hay quá. Đủ như đó gửi nhà gái rồi đó. Dạ, cảm ơn nhà trai. Ủa nhà trai nãy giờ có cái khuyết điểm nào không? Mình nói luôn cho người ta nghe nè. Nói về nhược điểm thì em cũng khá là nhiều. Như bình thường thì em rất là hay quên. Hay quên tức là mình nhiều khi để một cái vật gì đó là cứ phải đi tìm. Hay quên là đáng buồn nhất nữa là có nhiều khi là cái người thân mà mình chơi lâu năm mà chỉ cần mình tầm 5-2 năm không gặp là mình cũng quên tên luôn. Thế là nhiều khi gặp thì cũng chỉ dám gật đầu không dám chào, là vì nhiều khi chào sợ sai là lại bị chửi. Cái đó cũng hơi nặng rồi đó nha. Gặp 10 trời quen chơi nhau mà 2 năm gặp mà hỏi là không gặp không biết là cũng hơi nặng rồi đó. Nhưng mà lâu lâu bất thình lình thì nó lại nhớ ra. Gặp người yêu cũ nhớ không? Người yêu cũ có khi cũng quên. Còn khuyết điểm nữa là em cũng hay thức khuya, kiểu mình hay thức khuya để chơi điện thoại. Tâm trạng của cái người cô đơn tuổi 30 thì đúng là cũng không thể ngủ sớm được. Thế là em cũng hay thức khuya, mà mỗi khi thức khuya mà buồn ngủ là em cứ vứt điện thoại sang một bên thôi. Kệ, biết là có khi là sáng mai sẽ nằm đè nên nó vỡ, nhưng mà kệ, buồn ngủ rồi, ngủ đã. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em thì là em rất là hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình và hay giúp đỡ rất mọi người. Dạ. Có hát hay giống nhà trai không? Dạ, nếu mà hát hay thì thôi cho em xin phép. Không cần hay đâu, mình đâu phải ca sĩ đâu, sợ mình hát sao có hồn, hát sao để giải tỏa cái tâm lý buồn vui trong cuộc sống được rồi, phải không? Đâu cần phải hát hay đâu. Dạ, hát em nói là hát không hay thôi, nhưng mà thật chất là em hát rất là dở. Kệ nó, dở cũng vui nữa. Hát vui là được á. Ừ, miễn vui là được mà. Dạ vậy thôi em không xin hát nhưng mà em đọc thơ ạ. Rồi. Dạ. Em xin phép đọc một bài thơ về con muỗi. Thơ này của hai em. Dạ, của em xin phép. Có tài nha. Rồi mời em. Dạ. Nửa đêm nằm ngủ một mình, bỗng nhiên muỗi đốt giật mình nhớ anh. Muỗi ơi bay đến nhà anh, đốt anh một phát cho anh nhớ mình. Trời ơi.
Một chút nữa em viết cái bài đó em inbox cho chị nha. Hay vậy ta. Rồi, như vậy là hai bên này cũng có tài thơ văn ha, cũng có tài ca hát được rồi, hợp lý. Rồi mình có khuyết điểm gì không cưng? À dạ, khuyết điểm của em cũng là hay quên. Dạ. Trong văn phòng thì nhiều khi làm việc nhưng mà em gọi tên đồng nghiệp với em thì em phải loading nhiều. Chắc cũng phải là gần 10 giây em mới nhớ tên của đồng nghiệp. Chết rồi, hai đứa nặng bằng nhau. Vậy là hai bạn phải gặp nhau thường xuyên rồi chứ không thôi quên đó. Không quên, đưa gà quen nhau gặp nhau. Ủa em tên gì vậy? Ủa anh tên gì kỳ vậy? Ủa, yêu nhau kỳ. Làm mệt lắm á. Dạ không, chắc người yêu thì sẽ nhớ tên ạ. Được, hy vọng như vậy ha. Em rồi. Có mấy mối tình rồi Tuấn? Em thì bình thường thì em chưa có một mối tình nào cả. Tại vì là trước kia cái quan điểm về gia đình là cũng có rất chỉ là sớm là sẽ hướng tới là năm 30 tuổi thì bắt đầu mình mới lập gia đình. Vậy nên mà cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà nó chỉ đến cái giai đoạn là tình bạn, xong đó thì giữ lại cái tình bạn đó tới 30 mà chưa yêu mối tình nào hết. Dạ. Còn trong trắng trinh nguyên luôn. Không, coi chừng em có yêu rồi mà em quên á. Chưa. Xác định là chị Lan đi, chưa yêu chi? Quên đúng không? Không. Ai mà 30 tuổi mà chưa yêu? Cái đó chắc chắn là chưa yêu thật. Yêu thì em có yêu thì chưa yêu nhưng mà chắc là thương thích thì có. Tức là có cà rốt ta đúng không? Dạ. Có tình cà rốt nhưng mà cà rốt kiểu lúc mình còn đang đi học sinh thì mình cà rốt thôi. Thì cảm giác của cái thời học sinh thì cà rốt nó khác hơn bây giờ. Đẹp trai. Đúng rồi. Hát hay dễ thương nữa. Làm gì chuyện mà không có yêu? Không lẽ cực phẩm thì để dành hay sao? Em tính để dành hả? Thường những cái người mà hiện tại thì ế vậy. Không, chị ế nhưng mà chị cũng dữ lắm. Chị không có hiền. Tôi tự bóc tôi luôn. Bây giờ qua hỏi nhà gái về tình trường nè. Phải không? Mời đi qua nhà gái coi cực phẩm của tôi ở bên đó. Nhà trai tôi là cũng sáng giá lắm á. Ôi trời dạ, đất ơi. Trời ơi. Ôi thôi, dễ thương nè. Cười tươi ha. Dạ, em cảm ơn. Sáng dễ sợ luôn. Vậy đường tình duyên của em sao? Dạ thì tính ra thì em được hai mối tình. Một mối tình đơn phương và một mối tình quen nhau khoảng 6 tháng. 6 tháng? Dạ. Nhưng mà mới có 6 tháng rồi chia tay không hợp hay sao? Thứ nhất là không hợp, cái thứ hai nữa là em cảm thấy bạn đó hình như là đang bắt cá hai tay. Đừng để nó bắt cá hai tay. Dạ, phải cho bắt cá nhiều tay. Đúng rồi, một tay bắt nhiều cá cũng được. Nhưng để hình là hai tay bắt cá. Dạ. Em thấy nó có rõ luôn cho nó bắt luôn cho dễ. Em không thích điều gì đàn ông nè? Dạ, em không thích ở người đàn ông là gia trưởng. Tính toán. Rồi. Với lại sống nội tâm quá thì em cũng không thích ạ. Em có một mẫu hình lý tưởng nào mình dự định đó là người chồng của mình không? Dạ, thì mẫu hình lý tưởng của em là anh Huy Minh đẹp trai của em. Trời ơi. Anh đó đẹp không? Đẹp lắm. Tôi cũng thích nữa. Tôi cũng thích nữa hả? Hỏi mấy chị dưới đây có ai thích? Ai cũng thích đó đúng không? Trời ơi, đẹp lắm. Anh này cũng đẹp trai. Nam thần đó. Nam thần hả? Ừ. Bên đây cũng nam thần chứ không phải giỡn đâu. Nói gì nói. Ừ, bây giờ tôi mới nghĩ ra nha. Hai bạn này hình như cái gương mặt đúng rồi. Giống giống nhau nè. Hai bạn này có tướng phu thê nè mọi người. Mọi người thấy không? Tôi chưa mấy mà tôi thấy hai bạn này gương mặt rất là giống nhau luôn. Tí nữa mở rào cho đứng gần để cho khán đúng giả. Đúng vậy không? Luôn á. Trời ơi, đẹp trai đẹp gái đó. Mũi, mắt, miệng giống lắm. Giống rất là giống nhau luôn. Nói tôi nổi óc lên thiệt. Tôi cảm nhận là như vậy đó. Ha. Mà phải cặp nào tôi cũng nói gì đâu. Đúng, chưa bao giờ nói điều này luôn. Đúng luôn á, tự nhiên bây giờ chưa gặp nhau mình đã thấy rồi đó. Mà hai đứa cười cũng giống nhau hiền hiền á. Mà cô này lanh hơn chút xíu. Bên đây là không phải hôn pin mà hôn môi. Được không em? Miễn có hôn là được rồi. Đâu, miễn có hôn là được rồi. Hôn là được rồi. Ha. Mình hỏi nhà trai nha, nhà mong muốn nhà trai. Mẫu hình lý tưởng sao? Mẫu hình sao cưng? Có giống Suzy Shin không? Không, không cần tới vậy đâu chị ạ. Mẫu hình của em thì nó cũng khá đơn giản mà. Chỉ cần một cao, ngoại hình thì cao trên 1m55. Đồng hiền và vui tính là được. Thế lại biết nấu ăn thì càng tốt. Em thích người sạch sẽ. Tại vì như vậy thì sẽ có sẽ hỗ trợ em thôi. Tại em ở giờ lắm hả? Ở giờ đây quá. Nói chung là cũng có em cũng được gọn gàng lắm đúng không? Dạ dạ. Không nhìn thấy gọn gàng mà. Dạ. Thật ra khỏi cần đưa điều kiện gì trơn á. Anh đảm bảo với em nhà gái đầy đủ điều kiện luôn, vượt luôn điều kiện luôn. Dạ. Tôi thấy hai bạn này là có tướng phu thê là hợp lý. Đẹp. Bây giờ em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Bạn thân hả? Rồi, cho gặp bạn thân cái nè. Bạn thân cười tươi ghê không? Dạ. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Chào mọi người ạ. Em là bạn của Vân. Thì Vân là một người tính cách rất là trẻ trung, năng động, có trách nhiệm trong công việc. Thì em thấy cái anh bên cạnh này thì thấy ảnh cũng tính cũng thật thà, rụt rè, hơi rụt rè. Nhưng mà bạn em thì tính rất là nhanh nhẹn, có gì là bù qua sớt lại. Thì hai bạn đẹp. Dạ, em thấy rất là... Nãy chú Quyền Linh có nói là tính tướng giống phu thê. Thì em thấy cũng có giống. Dạ, nếu mà được thì hai người
nên cho nhau một cơ hội. Rồi, dạ. Cảm ơn em. Nhà trai đi ai cũng. Em hôm nay em đến trường quay với lại hai hai anh trai. Chào em trai. Alo, dạ, xin được chào MC Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Và chào tất cả quý vị trong trường quay. Thì nhận xét về anh trai của mình á, thì nào giờ là anh rất là hiền, hòa đồng, vui vẻ. Và cái có mỗi cái nhược điểm là rất là nhút nhát. Nhút nhát tới bây giờ là 30 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lập gia đình á, ba mẹ hối hoài à. Cho nên là hôm nay có cái cơ hội lên gặp mà được nhau ở đây thì em thấy hai anh chị rất là xứng đôi, rất là có tướng phu thê, em rất là ưng ý. Thì và em đảm bảo với chị luôn là nếu mà hai người cho nhau cơ hội á thì đảm bảo chị sẽ về nhà ăn hiếp được anh bất cứ lúc nào. Nhà còn anh trai không Cưng, còn anh nữa không? Dạ còn, nhưng mà có gia đình rồi ạ. Vậy thôi kéo vào đi, đi. Thôi thất vọng thất bại rồi. Sao tôi mất miếng cơ hội? Không có duyên phận gì đây hết, đừng có tìm duyên phận ở trên sân khấu này, chỉ cho người khác thôi nha. Và mối đi kìm chỗ khác nào, mở ra. Mời hai bạn bắt đầu đi em trai. Em cũng có món quà em gửi tặng anh. Em có cái viết mấy cái tay thì có thể hy vọng là anh có thể dùng nó trong công việc. Dạ, cảm ơn. Đứng yên nguyên đó, đứng yên nguyên đó. Nào, bạn trai có muốn nói gì không? Có một cái lá thư gì đó muốn đọc cho bạn gái nghe đi. Chung là anh cũng tính là sẽ làm một bài lá thư gì đó cho em, nhưng mà do là cũng công việc á, cũng gấp rút quá cũng không kịp viết. Dạ. Cũng không kịp viết cái lá thư đó. Nhưng dạ, mà trên đường đi thì anh cũng có kịp làm một bài thơ. Bài thơ dạ, tặng cho chương trình cũng như là cho em. Dạ, anh xin phép được đọc bài thơ đó luôn. Dạ. Đã cất công tới chương trình, anh đây không muốn mình về tay không. Tình mình ai đấy đều mong, xin em đừng chớ nói không vội vàng. Chị Ngọc Lan duyên dáng dịu dàng, anh Quyền Linh đàng hoàng đẹp trai, hai người nổi tiếng làm mai, sợ gì hạnh phúc tương lai không thành. Cảm ơn em. Ồ, hay quá. Hay quá đúng không? Dạ. Được đó. Thôi. Hai bạn này có khiếu làm thơ ghê á. Ừ. Hai đều làm thơ trơn mà. Đây giờ khoan nè, bây giờ để chứng minh cho cái việc mà anh Quyền Linh nói là hai bạn có tướng phu thê, hai bạn đứng sát vô rồi hướng mặt ra khán giả. Mọi người cho một lời nhận xét đi ạ. Đúng không ạ? Quá đẹp. Trời ơi, hợp lý ghê thôi. Tôi mà phụ huynh của cặp này tôi gả liền luôn á. Mai đám cưới liền luôn. Rồi, hai bạn thì ghế ngồi như nào? Dạ. Chúng ta trò chuyện chút xíu rồi mình quyết định ha. Đó, hai bạn cảm nhận về nhau đi. 30 năm trước ta chưa gặp, 30 năm sau đó gặp tại đây đó, cảm giác thì sao? Lần đầu tiên gặp thì em cảm nhận anh như nào? Dạ, em thấy anh cũng khá là đẹp trai. Nhưng mà em thấy anh hiền thiệt. Đúng thật, anh cái gu hiền và cảm thấy mình cái kiểu thích cái sự lãng mạn, cái sự nhẹ nhàng. Anh cũng không thích những người đàn ông gia trưởng. Dạ. Nên là cái chị ông anh tìm một người con gái mà mình thích cái sự bình đẳng và thông cảm cho nhau là nhiều, cái gì cũng có thể san sẻ được. Dạ. Thì lần đầu tiên anh gặp em thì anh cảm thấy như thế nào? Anh bị thích bởi nụ cười của em thôi. Còn về thời gian thì anh sẽ tâm sự với em nhiều hơn, anh trai em nhiều hơn. Anh thấy em rất là xinh và nụ cười của em thì anh thích ở nụ cười đầu tiên rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Em ở Bình Thuận hả? Dạ, em ở Bình Thuận ạ. Hiện tại em đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang ở Tân Phú và làm việc ở Phú Nhuận ạ. Bình Phú à? Dạ. Bình Phú với Bình Dương thì cũng không xa lắm. Dạ, thì bạn của em cũng ở Bình Dương thì em cũng hay lên xuống Bình Dương chơi. Thì anh ở Bình Dương là anh ở khúc nào anh? Anh ở ngay chỗ Thuận An, Bình Dương. Thuận An là gần em cũng em gần đó không? Dạ không, Tân Phú thì xuống đó. Em bạn em có gần ở đó không? Dạ không, bạn em ở Thủ Dầu Một. Không, nếu mà đi qua Thủ Dầu Một là phải đi qua anh. Không, em đi đường khác Tân Phú, em đi đường khác không đi qua Thuận An. Nếu mà phải đi đường khác, nếu mà muốn đi mà đường sau nếu mà quen nhau thì anh chở em xuống được. Rồi bây giờ mình hẹn hò sao đó, tuần mấy lần gì đó? Em muốn một tuần anh tới thăm em mấy lần? Không, thì cái này thì do anh sắp xếp chứ sao anh hỏi lại em. Anh hỏi là thêm muốn của em thôi chứ còn anh có thể sắp xếp được.
đối với em thì gặp nhau không quan trọng. Điều quan trọng là mình có thể chia sẻ hoặc là mình hiểu biết lẫn nhau. Thì mình một tuần mình có thể gặp nhau 1 đến 2 lần cũng được. Nhưng mà mình có thể như nếu mà có chuyện gì thì mọi người có thể chia sẻ lẫn nhau. Anh cũng thích thực tế. Khi quen thì anh muốn em tiếp xúc với anh nhiều hơn, tiếp xúc với gia đình của anh nhiều hơn, rồi tự cảm nhận về anh là người như thế nào. Chứ còn nếu mà để mà nói cho em biết anh là người như thế nào thì không thể nói được. Dạ, thì cái đó để em cảm nhận cũng được. Quan điểm hôn nhân và tình yêu của mỗi bên thế nào? Trao đổi với nhau đi. Quan điểm của em là như thế nào, em cho anh biết đi. Đối với em thì hôn nhân thì phải biết chia sẻ và phải biết gọi là chung thủy. Em không thích giấu giếm điều gì hết. Thì tuy em, nhưng mà em cũng muốn làm mỗi người thì sẽ có một cái thời gian riêng tư, nhưng mà em vẫn muốn là mọi người có thể hai bên có thể chia sẻ với nhau. Anh cũng đồng quan điểm với em, nhưng mà anh có vài cái thêm như thế này, tức là nếu mà mình là đi tới hôn nhân hay là quan điểm về thì là quan điểm về hôn nhân của anh á, tức là mình tức là một người con gái của anh á, ví dụ như mà anh thì không có ghen mấy cả, không có ghen. Nhiều người phụ nữ thì họ thích là người con trai là phải ghen một chút. Anh thì anh lại quan điểm của anh là không nên ghen. Và anh thì ví dụ như là những cái gì đó người ta bảo rung quá không biết nói, còn cho tay cho rung nè, anh rung hay anh nói lòng vòng. Dạ không sao anh, thì rung quá. Anh ý là muốn nói gì? Em gì? Không biết nói gì nữa. Vậy thì có thể là trong thời gian tìm hiểu thì hai anh em mình có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn. Dạ. Okay. Nếu mà em gặp anh nhiều thì chắc em sẽ thấy anh khác tự nhiên hơn. Lên trường quay thì đúng là lần đầu tiên cũng được lên chương trình nên anh hơi rung. Còn bên ngoài thì anh nói tự tin nó nhiều. Mình nói về con cái đi, mình nói về hôn nhân, về con cái đi. Bao nhiêu lâu thì hai bạn có thể tiến tới, nhà trai có thể tiến tới với nhà gái? Nếu mà hợp nhau á, thì anh chỉ muốn mình quen biết nhau khoảng tầm 1-2 năm lại thôi. Là mình xác định tới hôn nhân. Về sinh con thì tầm 1-2 đứa là được rồi. Dạ, cái đó cũng là quan điểm của em. Đúng rồi, 1-2 dạ. Người là được rồi. Mình kể cả sau này ví dụ hai đứa cứ về tự thống nhất với nhau là khi nào sinh khi nào ấy là được. Gia đình anh thì có một có bà có mẹ rất là hiền và tình yêu hay cái gì đó là tự quyết. Dạ. Không có ép buộc hay không có cái vấn đề gì hết. Dạ. Em tiếp xúc với mẹ anh là em sẽ biết và rất là hiền. Dạ. Thì không biết là cái nếu mà vậy thì khi về thì có phải làm dâu không anh? Làm dâu à? Theo quan điểm của anh thì làm dâu được á thì là cái tốt, nhưng mà dâu á thì mình có thể là ở bên nhà nội một vài tháng hay gì đấy. Nhưng anh thì anh vẫn thích độc lập hơn, là muốn hai đứa ở riêng chứ cũng không muốn làm ở với ba mẹ, là muốn hai đứa thì ra cố gắng ra ở riêng thì càng tốt. Thì nếu mà kết hôn thì cái vấn đề mà ở nhà chung á thì tại vì em là làm ở thành phố Hồ Chí Minh còn anh làm ở Bình Dương, thì anh cảm thấy thế nào nếu mà anh di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến xuống Bình Dương? Anh thì không ngại xa, tại vì anh đi làm công trình thì so với cái số cây từ chạy đến em thì nó quá chỉ là ngắn, không thành vấn đề. Kể cả em có làm Bình Thuận thì em vẫn có thể chạy được. Thật ra hai đứa nếu mà còn trẻ, hai đứa kiếm miếng đất nào nó ở giữa chừng ở ngay Dĩ An hay gì đó, vừa qua vừa giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh á, rồi hai đứa lập nghiệp ở đó, đứa làm thành phố Hồ Chí Minh, đứa làm ở Bình Dương thì nó gần lắm, thật ra nó không có xa. Yeah. Mà anh nghĩ rằng chuyện này thì các bạn sẽ làm được, đất ở Dĩ An cũng còn rẻ, hai đứa hướng tới điều đó tốt luôn á. Dạ. Yeah. Yêu nhau rồi ngại gì có chuyện đường xa, không đúng, đi xe buýt đúng rồi, đi tàu rồi. Trời ơi, vậy bỗng kêu ông nhát đó. Bây giờ em tiến tới nắm tay cô gái đi, em mong muốn là bạn gái sẽ về nhà chung sống với mình như thế nào, tức là muốn nhường nhịn cái gì hay là có ghen tuông hay không, cái gì đó em hãy nói hết đi. Muốn người phụ nữ không ghen hay người phụ nữ ghen là ghen thế nào đó, em trình bày hết những mong muốn của mình với bạn gái đi, rồi tiến tới đi em. Đó, nắm tay bạn gái, nắm tay em đó, nắm một tay rồi không, nắm hai tay, hai tay luôn, nắm hai tay, nắm gì mà như bắt tay vậy trời. Đây là nắm hai tay đó, chưa nắm tay lần nào đó, đưa hai tay nắm luôn. Đúng rồi, chưa yêu ai bao giờ mà tôi quên nữa, để chị Lan chỉ cho. Rồi đứng tay lên. Rồi. Đúng rồi. Đó, nếu như bây giờ anh với em về nhà thì anh muốn em thế này, anh muốn thế kia, em muốn cái gì thì em nói với anh gì đó thử xem. Anh thích một người con gái, ví dụ là về nhà thì
không quá chi là bận tâm về những cái vấn đề đúng sai. Anh không thích những cái vấn đề cãi nhau. Cãi nhau quá nhiều, ai đúng ai sai không quan trọng. Thích một cái gia đình không bao giờ có cãi nhau thì càng tốt. Bảo thủ á, anh thích một người như thế. Anh thì là một con người rất chi là muốn hoàn thiện cho bản thân. Anh sẽ luôn tiếp nghe những cái ý kiến của em, nếu anh cảm thấy sai sẽ cố gắng hoàn thiện nó. Ngược lại em muốn gì nói với anh đi. Dạ thì đối với em thì em muốn một người chồng thì biết chung thủy và biết em cũng không thích người chồng hay ghen, nhưng mà em sẽ cố gắng là gọi là không dính hết tất cả các mối quan hệ để cho anh hiểu lắm. Thật ra thì anh nghĩ như thế này, anh sẽ không bao giờ ghen, bởi vì trước giờ anh quan điểm tình yêu rất chi là rõ ràng, tức là nếu đã là của mình thả ở đâu cũng phải không mất, và nếu đã mất thì anh sẽ bỏ luôn. Dạ, cái đó là quan điểm của em. Vậy vậy nên chung thủy thì chắc chắn em không phải lo. Giờ nè, nhà trai nãy hát hay quá ha. Bây giờ mình hát thêm bài nữa, giờ mình là mình tặng trực tiếp cho nhà gái đó, chứ không phải là tặng cho chương trình. À rồi, ok. Bài hát tỏ tình. Bài hát tỏ tình. Mình hát lớn lên tại vì trời đang mưa to. Em hát một vài câu đi ha. Tại vì là nắm tay, nắm tay. Rồi, bước chung. Cảm ơn em đã thương anh, thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phú thế, cả đời này không ai thế thay. Hỡi người anh yêu thương, anh thương em là cả cuộc đời. Anh này mới mốt mà, cô gái mà giận giận là anh chỉ cần anh hát thôi là cổ tan chảy liền. Được rồi, các bạn về vị trí đi. Các bạn về vị trí. Để tay vào nút bấm các bạn. Nút bấm ở đâu? Bên trái trái xem. Tất cả những gì nãy giờ chúng ta chia sẻ trên sân khấu là để rút ngắn cái khoảng thời gian mà các bạn tìm hiểu nhau. Tuy nhiên rằng cái quyết định là nằm ở hai bạn. Hai bạn hãy suy nghĩ lại thật kỹ về những cái chia sẻ vừa rồi của đối phương, xem là có phù hợp với mình hay không. Nếu phù hợp thì chúng ta cho nhau cơ hội. Còn nếu như hai bạn cảm thấy là chưa phù hợp với mình thì hai bạn hãy nhường cái cơ hội đó cho người khác ha. Bây giờ thì suy nghĩ thật kỹ và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. Dạ. 1 2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, hãy đan tay vào nhau thế này.